Chào cả nhà nha. Hôm nay em ra video số 105 nha cả nhà. Video hôm nay gồm có là 26 con máy nha. Giá bán trong video đã được bao ship nha cả nhà. Cả nhà nhận hàng kiểm tra và thanh toán nha. Và đầu tiên là con máy số 1. Giới thiệu nhanh lại. Đây em có con Integra nha. Integra 2000. Đây quay đôi. Hai con này hàng mắc anh giá băng nha. Dòng con máy còn khá là đẹp, bình sóng đi ra đầy đủ nha. Cước số 2 vô 150 nha, số 3 vô đường 100. Hoạt động nhẹ tay ha. ABS 2 chiều. Này có được 2 con nữa nha. Đây, đây có hai giá băng nhé. Mã số 1 nặng 280 g, giá là 1,2 triệu bao ship nha cả nhà. Đổi lại cái phải bình thường nha. Tiếp đến mã số 2 cũng là con y chang vậy luôn. Đây. Mà đẹp y hệt vậy. Con bên sống là thử ra đầy đủ. Cái này có hơi xước xước nhẹ nha nhà, hai con đều như vậy hết nha. Hoạt động nhẹ tưng 2 chiều. Rồi con này là mã số 2 cũng vậy luôn, giá là 1,2 triệu bao ship nha cả nhà. Và số 2 giá 1,2 triệu bao ship. Tiếp tục đến mã số 3 giới thiệu với nhà con Biomaster nha. Con này con Biomaster 2000 bụi, con này thì nó bị cái lỗi rồi, nó chết cái chốt trả ngược này nha cả nhà. Coi như quay 1 chiều thôi nha. Đây, dưới bụng nó xước đây dấu, trên đây cũng xước miếng này. Mình sống đi ra đầy đủ nha. Cứ số 2 vô đường 150. Đổi tay trái phải thì bình thường, ta quay đôi. Ngày cái núm rồi nó ổ quá. Động nhẹ tưng, coi như nó chỉ có 1 chiều thôi nha cả nhà. Cái này nó chết ngắt.
đổi tay trái phải bình thường. Rồi, con này mã số 3, nặng 270 ra, giá bán là 700 bao ship nha cả nhà. Hoạt động cực kỳ. Con này cũng là hàng ra băng ha. Mã số 3, 700 bao ship. Tiếp tục mã số 4. Mã số 4 giới thiệu cả nhà con Abu. Abu Garcia Cardinal. Thế hệ thứ 2. Size là 2500 cối nông nha cả nhà. Ta quay đôi ha. Dây BE 0.8 thì được 140m nha cả nhà. Con máy còn đẹp cực kỳ luôn. Nguyên sóng đưa ra đầy đủ nha. Rồi nó bắt đầu hết cái nút nhựa đen đen này rồi nha cả nhà. Rồi lấy cái này ra bỏ luôn cho đều. Đây bắt đầu. Nhà tân nè. Hai chiều. Đổi tay trái phải bình thường nha cả nhà. Này về kiếm nút gì bỏ vô ha, rồi lấy luôn cái này ra luôn cho đều. Rồi, mã số 4, nặng 270g, giá là 900.000 bao ship nha cả nhà. Mới keng ha. Tiếp đến mã số 5. Mã số 5 giới thiệu cả nhà con T-Win Power. Con này là size, cái này phiên bản giới hạn gì nè. Phiên bản đặc biệt gì đó, không biết. Cái cối nó móc 2500 SDH ha. Tao quay đâu vậy nha. Còn này thông số dây. Thông số dây thì chỉ để dây fluoro thôi nha cả nhà. 6LB vô được 80m ha. Thì con này em nghĩ là chắc dây BE dây 0.8 nó cũng vô được khoảng 140m nha cả nhà. Đổi tay trái phải thì bình thường. Tay quay đôi. Nguồn sóng đi ra đầy đủ nha. Tân. Hai chiều. Chiều. Đổi tay trái phải bình thường nha. Rồi. Con này là mã số 5, nặng 295g, giá là 1.3 triệu bao ship nha cả nhà. Tiếp đến là mã số 6. Mã số 6 cũng giới thiệu với nhà con T-Win ha, con T-Win XT3000.
Thì con này cái cối của nó thì nó bay cái thông số khá là nhiều. Còn cái sâu thì cứ số 3 cho được 150m nha cả nhà. Số 3 cho được 150m ha. Máy có chạy xước nhầm nhầm một cái dấu nha cả nhà. Hoạt động thì cực kỳ mượt. Hai triệu. Sớm đi ra đầy đủ. Rồi, con này máy số 6, nặng 330g, giá là 1 triệu mốt, bao ship nha cả nhà. Tây Win 3.000 ha. Rồi, máy số 6, giá 1 triệu mốt, bao ship nha. Rồi, tiếp đến là mã số 7. Mã số 7 giới thiệu cái nhà con Integra. Con này là Integra 2500. Rồi cứ 2.5 cho được 150 nha cả nhà. Con máy này cũng còn khá. Cái này có hơi chiếc xước xíu. Nguyên sống đưa ra đầy đủ. Nhà Tân. Đổ tay trái phải bình thường nha cả nhà. Con này thì hàng Mã Lai, mã số 7 nè, nặng 240g, giá là 850.000, bao ship nha cả nhà. Tiếp tục là đến mã số số 8. Này, mã số 8 giới thiệu cái nhà con Biomaster ha. Con này là con Biomaster MGS 2500 MGS. Dây fluoro 6LB cho được 80m nha nhà. Thì chi là dây BE nó cũng tầm đó lâu đó là chi 0.8 cũng vô được 100 mấy ha, 100 trong ngoài. Máy còn rất là đẹp nha. Cực kỳ mượt nha. Sống đưa ra đầy đủ. 2 triệu. Đổi tay trái phải bình thường nha cả nhà. Nhà Tân. Máy này nhẹ. Này mã số 8, nặng 220g, giá là 1 triệu mốt, bao ship nữa nha. Con này cũng hàng da băng nha. Số 8, 1 triệu mốt. Mã số 9,
Mã số 9 giới thiệu cái nhà con Edison SW3000. Đây, sống đi ra đầy đủ nha. Con máy còn khá. Cái số 3 vô đường 150, số 4 đường 100m nha nha. VB số 2 vô đường 180m nha. SW dòng kháng mặn nha. Vô bụng này có chạy xíu ha. Ta quay dặn răng, đổi tay cái phải bình thường. Hoạt động, nhà tân ha. Xong đi ra đây đâu. Bức rượt nha. Dòng này tải khỏe mà nha. Rồi, con này hàng Malaysia. Mã số 9, nặng 330 gram. Giá nó là 1,2 triệu bao ship nha cả nhà. Đến mặt số 10. Mặt số 10 thì có nhà con Daiwa C 2500 thì size tương đương nó sẽ 3000 nha. 3000, cứ số 3 được 150 nè. Con này còn mới tinh. Con này là hàng Trung Quốc xuất Nhật nha. Daiwa China xuất Nhật nha. Siêu mượt. Mình sống đi ra đầy đủ nha. Nhà te. Máy còn rất đẹp nha cả nhà. Kèn luôn. Rất đầy đủ nè. 2 triệu. Ta quay đổi tay trái phải bình thường nha. Rồi, China xuất Nhật. Thân nó thân kim loại nha cả nhà. Thân này thân kim loại nha. Kim loại metal này. Đây mã số 10 nặng 305 gram, giá là 950.000 bao ship nha cả nhà. 950 bao ship ha. Mã số 10. Nhà tay à. Động cực kỳ đã luôn. Tiếp đến mã 11. Mã 11 giới thiệu với nhà con Frim. Con này là con Frame 2506H. Con này cũng là hàng China xuất Nhật nha. Có cốt trợ lực. Công nghệ Aero to gì, mặt siêu gì, tới tờ lưa, tới le. Mình sống đi ra đầy đủ nha. Số dây GB không 0.8 được 140m nè. Đi số 1 vô được 110m nha cả nhà. Đó. Con máy còn tương đối. Đó. Hoạt động nhẹ mượt ha. 2 triệu. Đổi tay trái phải bình thường nha. ABS các thứ. Con này có cốt trợ lực nha cả nhà. Đây hàng China xuất Nhật.
mã 11, nặng 240g, giá là 950 bao ship nhé. Đến là mã 12. Mã 12 giới thiệu đến cái nhà con Daiwa Emblem X 2500 IA ha. Thì size con này size tương đương size 3000, cước số 3 cho được 150. Nguyên sóng đi gà đầy đủ. Con này nó hơi chóc chút xíu nha. Đây, khoảng này nó cũng vậy, hơi xíu đây. Ra băng hoạt động thì nhẹ te. Tại vì các thứ nè. Hai chiều. Đổi tay trái phải bình thường nha cả nhà. Sai 3.000. Rồi, hàng sẽ bằng Emblem. Rồi, con này mã số 12, nặng 280g, giá là 750.000 bao ship nha cả nhà. Xoay 3.000 đây. Lùa gì cũng được nha, ngon lành luôn. Rồi, tiếp tục đến mã 13. Mã 13 cũng giới thiệu đến cả nhà một con Frame. Tiếp tục là con Frame. Con này là con Frame 2508. Nguồn sóng đi gà đầy đủ nha. Con này cũng có cốt trợ lực ha, công nghệ rotor rồi mặt siêu gì đó. Rồi đây. Con máy này nó tương đối. Xuất sắc thì nó không xuất sắc. Không có xấu. Hoạt động nhẹ tay ha. Đây, 2 triệu. Đổi tay trái phải bình thường nha cả nhà. Con này là hàng Trung Quốc xuất Nhật nha. Thì size con này nó cũng tầm tương đương với size 3.000 đó nha. GBE số 1 vô được 200. Con này vô dây ngon hơn cái kia. Con này như có sâu. 1.5 vô được 150m ha. Còn kia em còn nãy. Một dây số 1 vô được 110 ha. Dây này 1.5 vô được 150 nè, dây còn này có sâu. Rồi. Mã 13, nặng 240g, giá cũng là 950.000 bao ship nha cả nhà. Nhẹ lắm luôn. Nhẹ cái tên. Tiếp tục đến mã 14. Mã 14 giới thiệu cái nhà con Tywin ha. Con này Tywin đời cổ. Chạy con 6 cái bạc đạn. Tywin 2000. Cước số 2 cho được 150, số 3 được 100, số 4 được 70. Nguồn sóng đưa ra đầy đủ nha cả nhà. Ta quay của nó, ta quay của nó muốn xếp vô là mở cái này, quay nó vô. Đó, quay cũng vô vậy. Quải.
đoạn này. Đoạn nó nhẹ tay ha. Hai chiều. Con này nó còn hợp sắt đầy đủ nha cả nhà. Đây hợp lõm nè. Tiêu Win 2000. Tiêu 5.2. Tải 4 kg, nặng 245 g, chạy 6 mặt đạn. Cước số 2 được 150, số 300, số 470 ha. Túi nè, sắt nè. Coi như đó ha. Rồi con này mã 14, giá là 1.200.000 bao ship nha cả nhà. Mã 14 giá 1.200.000 bao ship ha. Tiếp đến là mã 15. Mã 15 giới thiệu của nhà con Tê Quỳnh ST. Con này là con 4.000. T 4.000. Cái số 4 thì được 150, số 5 thì được 110 m. Cái cối con này không được đẹp lắm. Cái máy thì còn khá. Nhờ tay ha. Hai chiều. Sống đưa ra đầy đủ nha các nhà. Động nhờ tay à. Xe 4.000. Rồi con này mã 15, nặng 340 g, giá là 1.200.000 bao ship nha cả nhà. Mã 15 giá 1.200.000 bao ship. Tiếp tục đến mã 16. Đây mã 16 giới thiệu cả nhà một con Tê Win. Con này như là 99-2000 gì đó. Tê Win 4.000 ha. Cứ số 4 được 150, này số 5 110 m. Con này còn khá là đẹp. Mình sống nha, lưỡi gà đầy đủ nha nha. Khá đổi tay trái phải bình thường nha. Nó hơi chạy đây xíu này, tay quay dặn răng đổi tay trái phải bình thường. Nó hoạt động nhà tân nha. Chiều.
4.000, còn này đi lô thì nó hơi nặng xíu, dòng này nó hơi nặng. Nặng thì đầm mát. Rồi. Con này mã 16 nặng 320 gram, giá là 1.500.000 bao ship nha cả nhà. Nhà ta. Tiếp đến là mã 17. Mã 17 em giới thiệu cái nhà cũng là một con T-Win. T-Win 4.000. Con này như đời 2.3, 2.4 gì đó. 2.2, 2.3, 2.4 gì. JBE 0.8 là vô được 580. 1.5 vô được 320, số 2 vô được 270. Còn cước ni lông là số 4 được 150. Số 510 mét. Trong con máy này cũng còn sạch sẽ liền lạc, như này nó có hơi xước xước, và con này nó chỉ là xài chết bên tay phải thôi nha cả nhà, tại vì đổi bên tay trái là phải có cốt, nhưng mà con này nó không có cốt ha, coi như là chết bên tay phải thôi, nên là thuận tay phải lấy. Đó, hoạt động nhà tân nè. Con sống đưa ra đầy đủ nha. Này với em thuận tay phải rồi. Hai chiều. Nhẹ lắm luôn á. Nút châm dầu. Rồi. Con này mã 17 nặng 300 gram, giá là 1.800.000 bao ship nha cả nhà. Rồi. Tiếp đến là mã 18. Đây, mã 18 giới thiệu đến cả nhà con Nasi. Nasi 3.000, con này như đời 2010. Con này máy này còn khá là đẹp. Còn phần mã rơm này nó hơi xước xíu. Hoạt động thì rất là mượt. Con này sau 3.000 mà sao làm máy lớn lắm. Cứ số 3 được 150 là số 4 được 110 mét ha. JBE thì số 2 vô được 180 mét. Nguyên sống đưa ra đầy đủ nha cả nhà. Hoạt động thì nhà tân à, đó. Mà sao con máy này nó xài 3.000 mà sao con máy nó bự lắm. Máy nó chà bá luôn. So với cái hai con máy này nó bự chà bá lửa luôn. So với con Ericsson. Cái nhà thấy cái cối nó bự hơn nhiều ha. Cối nó bự hơn. Cái thân máy nó cũng lớn hơn. Hoạt động nhẹ tưng à. Hai chiều. Đổi tay trái phải bình thường nha cả nhà. Đây là mã 18,
Con này hàng Malai nha, nặng 310 gram, giá là 1 triệu bao xét nha cả nhà. Giá 1 triệu bao ship ha. Nó 18. Tiếp đến mã 19. Mã 19 giới thiệu đến cả nhà con Biomaster. Con này như đời 95. Biomaster ST 4000. Số cứ cứ số 4 thì được 150 nha cả nhà. Số 5 110 m ha. Con máy này còn khá là đẹp ha. Nói chung cái dòng máy này nó càng là nó cũng càng nó được được rồi. Con này hoạt động nhà tân nè. Mình sống đưa ra đầy đủ. Hai chiều. EPS đầy đủ nha cả nhà. Đọc vàng hính nè. Nó có hơi xước xước nhẹ nhẹ chút xíu. Rồi, size 4000. Biomaster hàng Japan. Mã 19, nặng 340 g, giá là 1 triệu 3 bao ship nha cả nhà. Tiếp tục đến mã 20. Đây, mã 20 giới thiệu cho cả nhà con tournament ha. Đây qua tournament. Con này là tương đương mình ít 3000 IT, 3000 thì sai tương đương sai 4000 nha cả nhà. Ratio của nó là 5.1. Cứ số 4 thì được 150 nha. Con này chạy bằng 6 cái bạc đạn nha cả nhà. Máy có chạy đây xíu nè, chạy đây chút nè, mình sống đi ra đây đúng. Con này có cốt trợ lực ha. Nhẹ tay nha. Quay nó có cái tiếng hú hú hú. Đó. Em đi hết đầy đủ. 2 triệu. Đổi tay trái phải bình thường nha các nha. Con này hàng Japan, hay mắt in Japan. Mã 20, nặng 370 g, giá là 1 triệu 4 bao ship nha. Size tương đương size 4000.
Ồ, nhẹ tay à. Rồi, mã 20 giá 1 triệu tư bó ship nha cả nhà. Tiếp đến mã 21. Làm nhanh nghỉ nè. Mã 21 mới giới thiệu cái nhà con Nessa. Shimano Nessa 4000HG nha. Dòng này thì rẻ, bình dân. Phần mã này là có hơi xước xước xíu xíu nha cả nhà. Máy tổng thể máy còn khá là đẹp. Mình sống là lấy ra đầy đủ nha. Đây, về số 4 là được 150 ha. Đổi tay trái phải bình thường. Đồng tô HG quay như trong trống. Hai triệu. Một triệu ABS. Quỳ khí thế luôn trời. Bốn ngàn. Rồi. Hôm nay mã 21 nặng 325 gram, giá là 750.000 bó ship nha cả nhà. Nó lượng nó phần mã rơm nó còn đẹp đẹp xíu, nó mắc hơn xíu. Rồi, động bao phê nhà tè. Rồi tiếp tục mã 22. Đây, mã 22 giới thiệu cái nhà con Utiga 6000. Con này cái đời rất khá là lâu. Máy này còn rất là đẹp luôn. Lằn đá sứ. Tiếng rắc này nghe rất là đã luôn ha. Cửa số 6 được 150 nha cả nhà. Một đời này nó chả có hai cái bạc đạn thôi nha. Sửa học đại mà nó quay nhược mượt lắm nha cả nhà. Sáu ngàn kéo thoải mái. Đây, hai chiều. Đổi tay trái phải bình thường nha. Mình đem là sưu tầm rồi mình chơi nha. Hơi kèn. Đẹp lắm nha cả nhà. Già thì già chứ đẹp lão lắm luôn ha. Rồi, bạn này mã 22, hàng ra băng nha, nặng 520 gram, giá là 1 triệu bao ship nha cả nhà.
6 ngàn để đi câu tra để ngon lạnh. Đó là mã 23. Mã 23 giới thiệu cả nhà con Daiwa Prim 4 ngàn. 4 ngàn thì size con này size tương đương size 6 ngàn nha cả nhà. Cứ số 6 cho được 150 nè. Luôn sống được ra đầy đủ ha. Nói chung con này nó cũng còn tương đối, đẹp thì nó không đẹp lắm. Rồi hoạt động nhà tân ha. Động nhà tân à. Thân con này là thân kim loại nha cả nhà. Thân nó còn kim loại nha. Này hàng Thái Lan, made in Thái Lan. Động thì nhẹ tân nè, đã lắm. ABS đầy đủ. Đây, made in Thái Lan nha, mã 23. Nặng 400 gram, giá là 1 triệu bao ship nha cả nhà. Một triệu mình bao ship luôn rồi nha. Rồi tiếp đến mã 24. Cái con này nó rẻ bèo. Mã 24 giới thiệu cả nhà con đây qua Workspin 3.500 thì sai tương đương sai 5.000 ha. Nói chung mà mấy con này đây mùi sống đi ra đầy đủ nha, kêu ren 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 luôn á. Con này nó có xước sát rồi đây, có xước nè, xước dưới này nè. ABS thì đầy đủ nè, hoạt động nhẹ mà đó. ABS các thứ hai chiều. Đổi lại trái phải bình thường nha. Con này nó hàng Việt Nam xuất Nhật nha cả nhà. Con má 24 là nặng 380 gram, giá bán là 350 bao ship nha cả nhà. Con máy chơi 300-400 ngàn, chơi cái đá dục mình. Xe từ đường xe 5.000 nha. Rồi nhập đến mã 25. 25 thì em có một con Crest, Crest LT là 5.000 CXH. Con này là cái đời của nó là đời như là đời 2020 nha nha. Nên cũng chạy xíu ha. Con này cũng là hàng Việt Nam xuất Nhật nha. Chạy trước nè, mình sống đi ra đầy đủ nè. Hoạt động rất là nhẹ luôn nhà tân này. Đó, con này như một cái tiếng hoạt đạn nó hơi xào nhẹ nghe nha. Đó, hoạt động này vô tư ha, không ảnh hưởng gì, chơi thoải mái. Này mã 25 nặng 280 gram, giá bán là 600 ngàn bao ship nha cả nhà. Đổi ra trái phải bình thường nha. Thì con này nó không có chốt trả ngược nha, nó chỉ có một chiều thôi nha. Hoạt động này nhẹ nhẹ tân nè, nó có cái tiếng xè xè nhẹ nhẹ đó nha cả nhà. Cải nó thì không ảnh hưởng gì, có 100 ngàn chơi cho đã. Sai tương đương sai 5.000 nha, sai của nó là sai 5.000 luôn á. Này cứ 0.37 nè, là cứ số 5 từ 150 mét nha cả nhà. Dùng xe xác đi.
dòng tua cao. Rồi. Rồi 25 giá là 600. Cuối cùng là mã 26. Giới thiệu cả nhà con Daiwa Jupiter ZS ha. Con này là Trung Quốc xuất Nhật nha. Thì nói chung là con máy nó cũ đó. Rồi nó có chày nè. Biển bàn hình thức đi ha, nhìn sạch sẽ là được rồi. Mọi chức năng là hoạt động ngon lành nha, hoàn chỉnh luôn. Con này đặc biệt nó quay cực nhẹ luôn đó nha. Như thế à. Đổi tài trái phải bình thường nha. Con này size tới 6.000. Cứ số 6 là được 150 nha cả nhà. Size 6.000 ha. Đó, anh em là chơi đánh bờ đánh bầu gì đó, quất nó vô đỡ tốn tiền. Cầu thọ nó ấy luôn. Rộng nhẹ tưng ha. Rồi, máy cuối cùng nặng 390g. Ủa ba, phải không ta? 390g, giá là 300.000 bao ship nha cả nhà. Đây. Rồi, em vừa giới thiệu đến cả nhà luôn video 1.5 ha. 26 máy. Cả nhà đặt hàng thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại là Zalo nha cả nhà. Số điện thoại có để dưới phần tiêu đề nha. Và cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của em. Chúc cả nhà có nhiều niềm vui và sức khỏe nha. Chào tạm biệt cả nhà và hẹn gặp lại ở một video tiếp theo nha. Bye bye.